mọc đường mưa luôn. Nhà đang ráo nè hả? Cái hàng gì đó đây anh em. Đây nó. Thấy không? Chú Bảy mồ vô chút xíu coi rồi sao. Chú Bảy coi hàng này có dấu không nha anh em. Dưới có keo nữa chứ. Dấu không? Ơi, ngon nha. Dấu cực kỳ luôn nè. Có dấu nè anh em ơi. Dấu nóng lạnh luôn nè. Anh em thấy rõ không? Đó. Đây nè anh em. Này này giống ngon em chung rồi. Dấu cực kỳ luôn á. Nhìn giòn nó trên. Dấu đẹp quá hả? Ừ. Gì? Đọc. Hai quả gốc keo nó nằm chính giữa. Chặt cái keo luôn. Nào, ngon quá luôn. Chặt cái quay rồi chặt cái. Nguyên cái lùm luôn. Quá là dễ kêu luôn. Kêu già mà. Đóng rồi. Vô cho bạn. Vô mới luôn ạ. Vô mới luôn hả? Vô mới luôn anh em ơi. Tên nào không ngắt đâu. Hết phần cái hàng luôn. Cái gì vậy chú ơi? Ly. Rồi.
Nguy hiểm lắm á. Quắt luôn. Chừng á. Ơi, nó nè. Gì? Gì? Nó nè. Đây 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 đây, nó rồi anh em ơi. Bảy ba ba kìa. Mở cục đó cái hạt rồi, mình dễ thấy đây. Nó nè. Tắt lên không? Thôi sắp điên thù lùi à. Nó nè anh em ơi. Đó, thấy không? Đó, đó. Ủa con này bự à chú Bảy? Bự á, con này bự á. Sao? Dấu ở ngoài hết thân luôn. À, anh em xem kỹ không? À. Đất ướt hồi nãy, cái dấu ngoài có hết rồi. Làm như mưa này. Thôi rộng rộng này chú Bảy. Mưa mà bùng binh trà bá nằm luôn cờ. Trời, tài chỉ cấp. Trời, nó tạo ra chứ mọi người. Trời. Ôi, nó nằm uống bùng binh này. Chưa rồi. Nguy hiểm lắm. Trời ơi. Hết thân luôn. Bự. Thôi nè. Mung luôn. Đây nè. Mình mung luôn. Quá luôn. Mung luôn em ơi. Hết thân không? Đó. Đó, quật thánh luôn nè. Đó. Thấy ghê không? Đó. Ôi, cái đầu nó mất tiêu rồi ta. Mà bắt ra rồi vậy. Mà từ đó xuống với chúng mình. Chặt. Chặt cái nạn nha chú ơi. Cái nạn này. Từ canh đi chú mời chặt à. Nó tung là. Mười dòm chú ơi. Dây chừng á. Xét mé này. Hì ơi, nằm một cục luôn rồi anh em ơi. Xì rồi. Ấy da, tôi cái đầu, thân cái đầu luôn em ơi. Nè, mặt ra cho vậy. Chừng cái đầu tao lên nha chú Bảy. Rút cái đầu mà. Từ rồi chú Bảy. Nguy hiểm lắm đó, con này nguy hiểm lắm đó. Từ rồi. Ra. Ê, từ. Ủa, đồ binh nằm ông binh hết, bự rồi. Vì giỡn nó dài nè anh em ơi. Còn nằm cái đầu còn nằm đông nè. Ê nha. Rồi. An toàn anh em ơi. Nói chuyện mấy con này nguy hiểm lắm anh em ơi. Cái hai chứ gì cái này hả?
Sao bụng nó đen thừa lùi vậy chú Mười? Đen này chú sách chạy vậy hả? Chị chạy thừa lùi vậy. Rồi túi đâu? Túi đâu? Túi đây, túi ba. Quá anh em ơi, ngon quá ơi. Đưa cái cây chú Mười. Cái hai ạ, hai cái ba ạ. Bỏ lì. Rồi, bỏ túi lên em ơi. Rồi, xong. Bọc con. Tiếp tục đi kiếm nữa anh em ơi. Mưa ngon lắm. Đi quá ta cùng bên. Hết đi là hết đi nó mới cuốn. Còn nóng luôn. Bên luôn. Rồi xong. Tiếp tục đi nữa anh em ơi. Tốt.